Vâng, xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, xe đạp thể thao tiếp tục gửi hàng chiếc xe đạp Sava thương hiệu Đức nổi tiếng thế giới cho khách hàng anh Hoài Hận ở Bình Dương. Vâng, sau khi anh Hoài Hận truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com cũng như là xem rất là nhiều video, đầu tiên thì anh đang kết hai chiếc xe đạp Savaro 2.2 siêu đẹp, giá siêu hỉ diệt đây ạ. Vâng, và đặc biệt hôm qua shop gửi hai chiếc xe đạp đua Savaro 6.0 cho anh ba Sabado. Anh Sabado là một chuyên gia nước ngoài đang sống tại Hồ Chí Minh, anh ra Hà Nội để nhận hai chiếc xe Savaro 6.0. thì anh Hoài Hận ở Bình Dương cũng đã chốt mua luôn chiếc xe đạp Savaro 6.0 đây, hàng nhập về Việt Nam nguyên thùng nguyên chiếc, nguyên đai nguyên kiện như này, hàng rất là tiêu chuẩn luôn. Hiện nay shop đang bán chiếc xe đạp này rất là nhiều, bán khắp cả nước luôn, và khách hàng đến với shop thì mua hàng rất là nhanh bạn nha, bởi vì shop đưa lên thông tin trên web xe đạp thể thao vip.com cũng như làm video review chi tiết về chiếc xe đạp này rất là chi tiết, nên là khách hàng không còn vấn đề gì để lăn tăn và gọi điện đặt hàng luôn. Và vấn đề gọi điện cho shop chỉ là chọn màu và chọn size, tư vấn chọn màu chọn size cho bạn thôi. Bạn đừng quên đăng ký kênh, cũng như đang muốn mua chiếc xe đạp này thì hãy gọi điện ngay cho shop có số điện thoại đang hiện trên màn hình 0983315936 để mua sớm nhất và nhận hàng sớm nhất bạn nhé. Vâng, giấy tờ gửi hàng thì đã xong, phiếu bảo hành chính hãng, gửi kèm theo xe là một chiếc chân trống chuyên dụng bắt cho xe carbon. Vâng, đối với những dòng xe cao cấp thì phải dùng chân trống chuyên dụng như này, bắt vào trục sau bạn nhé, để đảm bảo kỹ thuật an toàn thẩm mỹ và rất là đẹp như này. Thứ hai là một bộ gọc bình nước Discovery có chữ check ở đây, và đó, một bộ bình nước rất đẹp. Thứ ba là một chiếc đèn còi, đó, đèn có 3 chế độ sáng, siêu sáng, sáng vừa và nháy, có còi 8 tiếng. Và đèn này thì shop bán cũng rất là nhiều luôn, rất bền ổn định luôn. Và một chiếc đèn hậu, đèn chip rất là nhỏ, và shop cũng đã lắp sẵn pin, cài đặt sẵn, và khách nhận được thì chỉ việc cài và là dùng được luôn. Và tất cả đồ ở đây sẽ để gọn một chỗ để mở thùng. Và tất cả sản phẩm gửi cho khách hàng shop đều ghi lại hình ảnh video kiểm tra hàng, và để chắc chắn đúng xe, đúng màu, đúng size khách đặt, để không bao giờ có sự nhầm lẫn, và đảm bảo dịch vụ phục vụ tất cả khách hàng đều được chuẩn chỉ nhất. Và tất cả khách hàng đến với shop xe đạp thể thao vip.com đều rất là hài lòng từ chất lượng, giá cả và chất lượng phục vụ từ shop. Và xe nhập về tới Việt Nam thì nguyên thùng nguyên chiếc như thế này bạn nhé. Đây, đầu tiên là một hộp phụ kiện, trong này sẽ có bê đan và một số thứ khác. Đấy. Đây, xe rất là nhẹ. Ôi giời, nhẹ quá mức cả thùng luôn. Vâng, anh Hoài Hận ở Bình Dương đã đặt chiếc xe đạp Savaro 6.0 màu đen vàng. Xe rất đẹp và đẳng cấp, full carbon, full Shimano 105R7000. Một thương hiệu nổi tiếng của hãng Shimano, group đồ cực kỳ cao cấp, được sản xuất tại Nhật Bản luôn bạn nhé. Đây, chỗ này nó che đây thì hơi khó nhìn một chút. Nó ghi chữ là Japan Via. Đó, tức là bộ truyền động này xuất xứ tại Nhật Bản. Đó, người Nhật thì sản xuất rất là cẩn thận, rất là chi tiết, không thể chê vào đâu được. Đó, cùi đề Shimano 105R7000 rất đẹp. Gạt lip Shimano 105R7000. Đó. Đây là tay đề lắc. Toàn bộ Meyer được sử dụng bằng bi bằng đạn. Vâng. Đây, model R 6.0 được ghi ở đây. Anh đặt size 48. Vâng, kiểm tra luôn size đấy ạ. Rồi, đúng rồi, size 48. Full carbon, khung carbon, phuộc carbon, tay lái ghi đông carbon, cặp vành carbon. Vâng, cặp vành này thì nó như một máy bánh đà vậy, chạy rất ổn định, rất trơn, rất trớn luôn. Cặp nốt Michelin Dynamic Sport 700x25. Nốt chọc, đây là chiếc xe hãng sản xuất chuyên dụng để đua các giải đua chuyên nghiệp, nên là các thông số đều rất là tiêu chuẩn.
Vâng, đây những cái vòng đệm hay vòng phô tăng phòng bồn cồn bát này cũng được làm bằng carbon luôn bạn nhé. Đó. Như thế mới gọi là full carbon. Tay lái carbon được bọc rất là chắc chắn này. Xe siêu đẹp. Vâng, bạn đang quan tâm chiếc xe đạp này, đang muốn mua chiếc xe đạp này thì hãy điện luôn cho bên shop bạn nhé, qua số điện thoại 0983315936 để chọn màu chọn size, shop luôn sẵn sàng, luôn có đầy đủ hàng. Bạn đặt sớm sẽ nhận được hàng sớm nhất. Và đây, hai chiếc màu trắng đỏ và đen xanh. Model Pro 2.2 shop đang bán với số lượng rất là lớn và chỉ còn một vài ngày nữa là kết thúc chương trình. Bạn lên gọi điện luôn nếu đang quan tâm chiếc xe đạp này để được nhận được giá tốt nhất với nhiều ưu đãi. Tất cả xe carbon shop bán ra bảo hành chính hãng. Khung sườn carbon bảo hành 5 năm, bộ truyền động bảo hành 1 năm bạn nhé. Bạn hoàn toàn yên tâm và tất cả khách hàng đến với shop đều đã rất hài lòng với sản phẩm mình mua cũng như là dịch vụ shop chăm sóc. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như nhấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất với giá hủy diệt nhất bạn nhé. Đó. Nếu bạn không có thời gian thì vui lòng để lại comment bên dưới, shop nhận được tin của bạn sẽ trả lời cho bạn được luôn. Vâng, một lần nữa chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn.